Chào các bạn, nhóm tuổi hồng gồm 8 bạn: Hoa, Quỳnh, Ly, Tám, Hiền, Loan, Hằng và Linh. Hôm nay chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam nhé. Phần 1. Giới thiệu tác giả Thạch Lam. Thạch Lam cho in tập truyện ngắn đầu tay của mình vào năm 1937 và qua đời vào năm 1942. Sự nghiệp sáng tác của ông như vậy chỉ kéo dài độ khoảng 5 đến 6 năm. Ấy vậy mà trong tâm trí của chúng ta, cái tên Thạch Lam vẫn tạo nên một ấn tượng sâu đậm. Trong số những lý do tạo nên hiệu quả như vậy, có một điều quan trọng, đó là Thạch Lam đã xây dựng được cái thế giới của riêng mình, một thế giới bé nhỏ, hạn hẹp, thậm chí đôi lúc còn nghèo nàn nữa, nhưng là một thế giới độc đáo, không lẫn với ai. Thế giới ấy lặp đi, lặp lại, từ chuyện nọ sang chuyện kia. Thế giới ấy có cái vẻ riêng, những âm thanh riêng và nhất là cái nhịp điệu riêng của nó. Thạch Lam, tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân, là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng thuộc nhóm tự lực văn đoàn. Ông cũng là em ruột của hai nhà văn khác nổi tiếng trong nhóm tự lực văn đoàn là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Là thành viên của tự lực văn đoàn nhưng khác với Nhất Linh, Hoàng Đạo, Khái Khưng, ngòi bút của Thạch Lam có khuynh hướng đi gần với cuộc sống của những người dân bình thường, nghèo khổ. Nhà văn Vũ Bằng kể lại: Thạch Lam yêu sự sống hơn bất kỳ ai. Anh quý từ cốc nước chè tươi nóng, trang trọng đưa lên miệng uống một cách gần như thành kính, như thể cảm ơn trời đất đã cho mình sống để thưởng thức ngon lành như vậy. Anh cẩn thận từng câu nói với cô bán hàng vì sợ lỡ lời khiến người ta tủi thân mà buồn. Thạch Lam đi đứng nhẹ nhàng. Anh là một người độc đáo, có tài lại khiêm nhường, người nhỏ mà nhân cách lớn. Có lần Thạch Lam nói: Xét cho cùng, ở đời ai cũng khổ, người khổ cách này, người khổ cách khác. Bí quyết là biết tìm cái vui trong cái khổ, vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi. Người ta không bao giờ nên phí phạm cái sống, coi thường sự sống. Giới thiệu tập truyện ngắn Gió đầu mùa xuất bản trước cách mạng tháng 8, Thạch Lam viết: Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn. Có thể coi đoạn văn ngắn trên như một lời tuyên ngôn văn học của Thạch Lam. Một tuổi thơ nhọc nhằn cộng với một cuộc sống lao lực vì miếng cơm manh áo đã làm Thạch Lam sớm mắc căn bệnh lao phổi, một căn bệnh nan y thời bấy giờ. Ông mất tại nhà cây liễu vào ngày 27 tháng 6 năm 1942, lúc mới 32 tuổi, khi còn đang trong độ tuổi rực rỡ trên văn đàn.
Phần 2, giới thiệu sách Nắng trong vườn. Tập truyện ngắn Nắng trong vườn in năm 1938 ghi lại cảm xúc của mình trước số phận hẩm hiu của những người nghèo, nhất là những người phụ nữ trong xã hội cũ, sống vất vả, thầm lặng, chịu đựng, giàu lòng hy sinh. Có chuyện miêu tả với lòng cảm thông sâu sắc một gia đình đông con sống cơ cực trong xóm chợ. Có chuyện phân tích tỉ mỉ tâm lý phức tạp của con người. Thạch Lam đã hướng ngòi bút của mình về tầng lớp người lao động bần cùng trong xã hội đương thời. Khung cảnh thường thấy trong truyện ngắn Thạch Lam là những làng quê bùn lầy, nước đọng, những phố chợ tồi tàn với một bầu trời ảm đạm của tiết đông, mưa phùn, gió bấc, những khu phố ngoại ô, nghèo khổ, buồn vắng. Trong khung cảnh ấy, các nhân vật cũng hiện lên với cái vẻ heo hút thảm đạm của số kiếp lầm than. Đó là mẹ Lê, người đàn bà nghèo khổ, đông con, quá bộ ở phố chợ Đoàn Thôn. Là bác sư xe ở phố Hàng Bột. Là Thanh, Nga với bà nội và cây hoàng lan trong một vùng quê nghèo, ngoại ô. Là cô Tâm, hàng xén với lối đường quê quen thuộc trong buổi hoàng hôn. Tất cả những cảnh, những người ấy đều được mô tả bằng một số đường nét đơn sơ, thừa thoáng nhưng vẫn hết sức chân thực. Tác phẩm của Thạch Lam vì thế có nhiều yếu tố hiện thực, tuy nhân vật không dữ dội như Chí Phèo, Lão Hạc của Nam Cao hay bị đẩy đoạn như Chị Dậu của Ngô Tất Tố. Cái riêng, cái độc đáo, cái mạnh của Thạch Lam chính là lòng nhân ái và vẻ đẹp tâm hồn quán xuyến trong mọi tác phẩm của ông. Nhân vật Thạch Lam, bất luận ở hoàn cảnh nào, vẫn ánh lên trong tâm hồn cái chất nhân ái Việt Nam. Đọc truyện ngắn Thạch Lam, rõ ràng ta thấy yêu con người, quý trọng con người hơn và cũng từ đó thương cảm, nâng niu, chất gạn từng chút tốt đẹp trong mỗi một con người. Nhà văn Nguyễn Tuân cũng từng nhận xét. Lời văn Thạch Lam, nhiều hình ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách điệu thanh thản, bình dị và sâu sắc. Văn Thạch Lam đọng lại nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và từng trải sự đời. Thạch Lam có những nhận xét tinh tế về cuộc sống hàng ngày. Xúc cảm của Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở, lớn lên từ những chân cảm đối với tầng lớp dân nghèo, thành thị và thôn quê. Thạch Lam là nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước cuộc sống của mọi người xung quanh. Ngày nay đọc lại văn Thạch Lam, chúng ta vẫn thấy đầy đủ cái dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học. Đọc truyện ngắn Thạch Lam, rõ ràng ta thấy yêu con người, quý trọng con người hơn và cũng từ đó thương cảm, nâng niu, chất gạn từng chút một tốt đẹp trong mỗi một con người. Trống thu không trên cái trời của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như ngọn than sắp tàn. Sẽ che làng trước mặt, đen lại và các hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng, theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi lặng lẽ bên mấy quả thuốc sơn đen, đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị. Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy trong lòng buồn man mát trước cái giờ khắc của ngày tàn.
Hai chị em gượng nhẹ, ngồi yên nhìn ra phố. Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác Phường Mỹ, đèn Hoa Kỳ leo lét trong nhà ông Cựu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách. Những nguồn sáng ấy đều chiếu ra phố, khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ, một bên sáng, một bên tối. Chợ họp giữa phố đã vãn từ lâu, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất, trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em liền tưởng đó là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã sợ sẵn vào quang, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở bên chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi, chúng nhặt nhạnh những thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại. Liền trông thấy động lòng thương, nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó. Ngày chị đi mò cua bắt tép, tối đến chị mới dọn cái hàng nước ở dưới gốc cây vàng bên cạnh cái mốc gạch để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe, thỉnh thoảng mấy chú lệ trong huyện hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tội tôm. Cao hứng vào hàng chị uống bát nước chè tươi và hút điếu thuốc lào. Chị tính chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng từ chập tối cho đến đêm. Ngày nào cứ chập tối, mẹ liền lại tạt ra thăm hàng một lần. Bà dặn cứ chống thu không là phải đóng cửa hàng lại. Thế mà liền lại ngồi nhìn phố quên mất. Nghe câu nói tiếp theo một tiếng cười khanh khách, chị em Liên không cần ngoảnh mặt ra cũng biết đó là ai. Đó là bà cụ Thi, một bà già hơi điên vẫn hay mua rượu ở hàng Liên. Liên đã biết tính bà, chị lẳng lặng rót một cút rượu đầy ti rồi đưa cho bà cụ. Chị không dám nhìn mặt cụ và trong lòng hơi run sợ, chị mong cho cụ chóng đi. Bé Liên hôm nay sao thế? Rót đầy cho chị vào. Cụ ngửa cổ ra đằng sau, uống một hơi cạn sạch, rồi vừa chép miệng vừa lần lượt tượng trả tiền. Cụ để ba đồng xu vào tay Liên, xoa đầu chị một cái rồi lảo đảo bước ra ngoài. Hai chị em Liên đứng sững nhìn theo cụ đi vào bóng tối. Tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng. Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các ngõ con dần dần chứa đầy bóng tối. Các nhà đã đóng cửa im, trừ một vài cửa hàng còn thức, nhưng chỉ còn để hé ra một vài khe sáng. Trẻ con tụ họp nhau ở thềm hè
tiếng cười nói vui vẻ, khiến An thèm muốn nhập bọn với bọn chúng để nô đùa. Nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng, nên hai chị em đang ngồi trên chõng, đưa mắt dõi theo những người về muộn từ từ đi trong đêm. Vòng trời, hàng ngàn ngôi sao canh nhau lấp lánh với những vệt sáng của những con đom đóm bay là lả trên mặt đất, len vào những hàng cây. An và Liên đã ngước mắt lên nhìn các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông thần nông. Vũ trụ thầm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ làm mọi trí nghĩ. Nên chỉ một lát, hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất, về vùng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng hàng của chị Tí. Về phía huyện, một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng trong đêm tối mất đi rồi lại hiện ra. Tiếng đồn gánh cữu kịch nghe rõ rệt, khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em. Bác Siêu đã tới gần, đặt cánh phượt xuống đường. Bác cúi xuống nhóm lại lửa, thổi vào cái ống nứa con. Bóng bác mênh mông ngã xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ. An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm, nhưng ở cái phố huyện này, quà của bác Siêu là một thứ xa xỉ, nhiều tiền hai chị em không bao giờ mua được. Liên nhớ lại khi ở Hà Nội, chị được hưởng những món quà ngon lạ. Bây giờ mẹ Liên nhiều tiền được đi chơi ở bờ hồ, uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Ngoài ra kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì, chỉ là một vùng sáng rực lấp lánh. Hà Nội nhiều đèn quá. Từ khi nhà Liên dọn về đây, từ khi có cái cửa hàng này, đêm nào Liên và em cũng phải ngồi trên chiếc chõng tre dưới gốc cây vàng với cái tối của quang cảnh phố chung quanh. Đêm tối đối với Liên quen lắm, chị không sợ nó nữa. Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ, về nhà, các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa. Giờ chỉ còn ngọn đèn của chị Tí, cả cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát. Trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt, từng hột sáng lọt qua phên nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều như thu lại nơi hàng nước của chị Tí. Thêm được một gia đình bát sẩm ngồi bên manh chiếu, cái thau sắt trắng để trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe.
liền cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thừa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về, tiếng lại theo mời tưởng Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua, một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Diêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất và ngoài kia đồng ruộng mênh mang và yên lặng. Liên vỗ vai em, ngồi xuống chõng. An cũng ngồi xuống và ngả đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe lạ đã nhỏ rồi và mất dần trong bóng tối. Lắng tai nghe cũng không thấy gì nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh, cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn lại đêm khuya và tiếng trống cầm canh, tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về, chị Tí đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng, còn vợ chồng bác Sổng ngủ gục trên mảnh chiếu tự bao giờ. Cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi, không biết như chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần, rồi sau Liên ngập cả giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như những đêm trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối.